Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì trong video các bạn, tiếp tục mình sẽ cập nhật cho các bạn thông tin mới nhất của B-Network trong hôm nay các bạn nha. Thì trong video là các bạn, có nhiều cái video mà mình cũng đã sưu tập được cũng khá là hay ha. Cho nên là các bạn hãy cố gắng xem, mình nghĩ là nó cũng tạo được cái năng lượng tích cực cho các bạn đấy. Rồi, một thông tin đầu tiên các bạn, đó chính là taxi ở Trung Quốc các bạn. Thì việc này nghe rất là bình thường đúng không các bạn? Ở nước Ấn Độ cũng có, ở Hàn Quốc cũng có, ở Việt Nam cũng có, và đương nhiên thì Trung Quốc vẫn có rồi các bạn. Tuy nhiên là mình cũng mong muốn đưa tin cho các bạn để các bạn thấy được rằng là hệ sinh thái của Bi đa dạng hơn ha. Taxi từ Mao Ninh, Quảng Đông, Trung Quốc chấp nhận thanh toán Bi từ hành khách thuê xe. Nhưng mà vấn đề ở đây nó khác một chỗ là các bạn, nó là một Bi bằng 314.159 đô la các bạn, đó là giá RCV và là Bitcoin giá đồng thuận bắt đầu trao đổi toàn cầu các bạn, chứ không phải là taxi là như thế nào. Taxi Hàn Quốc cũng chưa chắc là giá RCV các bạn nha, Việt Nam chưa chắc nha, nhưng mà Trung Quốc là RCV các bạn nha. Đây các bạn thấy logo trên hình không, 314.159 nha. Nên xem video các bạn, vấn đề là giá RCV hấp dẫn là cái chỗ đó các bạn. Ok không các bạn? Thì ở Việt Nam chúng ta thì cho dù không đồng thuận với giá RCV cũng không sao các bạn, mà cũng có taxi Bi là cũng tuyệt vời rồi. Bởi lý do là ở Việt Nam thì săn mắc các bạn ha, mà cái đời sống của người dân Việt Nam cũng không có khá, cũng không có cao. Cho nên việc đã có tham gia hệ sinh thái Bi là mình nghĩ cũng đã là một sự tích cực lớn rồi các bạn ha. Cho nên là đất nước Trung Quốc thì khác, họ đồng thuận như vậy, họ có chi phí, họ có cái đời sống tốt thì họ làm được như vậy thì mình cũng hoan nghênh thôi. Rồi tiếp theo các bạn, một cái video này cực kỳ thú vị các bạn, đó là biểu tượng số Bi trong khu vườn tại trụ sở Huawei ở Thẩm Quyến, Quảng Đông. Những người tiên phong về số Bi trên toàn thế giới ủng hộ thỏa thuận quốc tế của RCV, cùng nhau chúng ta có thể đạt được điều này. Tuyệt vời chưa? Như vậy là cái logo Bi đã có ở khu vườn của Huawei các bạn. Nên xem video, nó có tiếng nhạc nha, cho nên là xin các bạn là mình tắt cái tiếng nhạc đi, các bạn xem hình là được. Đây các bạn thấy cái dòng chữ gạch đỏ không? Đó các bạn thấy nó dài đó, nhưng mà tóm tắt cái này. Swift xác nhận rằng 80% ngân hàng sẽ được chuyển sang ISO 20022 vào tháng 11 năm 2023. Và hạn chót cho 20% ngân hàng còn lại chuyển sang ISO 20022 và là 11/2025. Như vậy là đến tháng 11/2023 này á, là 80% ngân hàng thế giới đã chuyển sang ISO 20022 các bạn nhé. Chỉ còn số ít là 20% thôi. Mà các bạn biết là Bi đã đạt tiêu chuẩn ISO 20022 rồi, và đã gọi là tiền rồi. Mà bây giờ tất cả ngân hàng họ cũng đã chuyển sang, dần dần chuyển sang là sử dụng tiền số rồi, tiền kỹ thuật số rồi. Cho nên là Bi là thắng chắc ha. Đây là một cái điều mà các bạn phải nắm vững để các bạn biết rằng á, Bi sẽ không bao giờ thiếu trong đời sống của chúng ta, là cái đời sống hiện đại được không các bạn ha. Cho nên là các bạn phải giữ chặt Bi cho mình, tuyệt đối là phải giữ chặt Bi, và đừng bao giờ nghe bất kỳ những anti Bi nào nói về Bi là nói xấu về Bi á, hay là chê. Thật ra thì họ chê nhưng mà họ bấm rất là kỹ các bạn, họ bấm không thiếu một chi xét nào ha, ngày nào họ cũng bấm, và thậm chí là họ cài giờ họ bấm không quên. Còn á, các bạn mà nghe anti Bi nó chê sao các bạn bỏ là các bạn thiệt thôi. Bởi vì á, họ nói vậy thôi, nhưng mà tức là họ nói một đằng họ làm một nẻo, các bạn biết rồi. Nên là chúng ta không có được tin, mà chúng ta phải xem những thông tin tích cực về Bi thôi. Bởi vì á, những cái video của mình á, là mình cung cấp cho các bạn gần như là những video về tích cực, và thậm chí á, mình tìm cũng không thấy những video tiêu cực các bạn, toàn là tích cực không
ha, 10 cái là hết 10 cái thông tin tích cực á, cho nên là các bạn phải cố gắng lên, các bạn phải xem những thông tin này để các bạn có kiến thức và các bạn thấy được thế giới họ đang làm gì và họ đang đồng thuận cái gì, họ đang hành động cái gì, đó chính là RCV ha. Còn mặc dù ai nói, ai chê, ai nói gì cũng được, các bạn bỏ qua một bên, mà các bạn hãy giữ chặt cái số bi của các bạn, đó là cái tương lai của các bạn nha. Đó, mình nói như vậy để cho các bạn hiểu rằng á, bi nó rất là quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Rồi tiếp theo các bạn, tiếp theo đây là một cái video mà cho rằng là Citibank, khách hàng của chúng tôi không muốn có token của ngân hàng, họ muốn token thanh toán xuyên biên giới, ứng cử viên nào hoàn hảo hơn bi cho thanh toán xuyên biên giới. Có nghĩa là hôm trước á, mình đưa cho các bạn thông tin á, như là Robert Kiyosaki đó các bạn, người mà viết cái tác giả của quyển sách Cha giàu cha nghèo á, thì nói rằng là hãy bỏ, tức là hãy tạm biệt Bitcoin và USD các bạn, mà bởi vì Citibank á, họ đã chuyển sang token cho khách hàng của họ. Tuy nhiên á, thì cái video này cho biết á, là cái token của ngân hàng mà phát triển cho nội bộ của khách hàng của họ thì họ không chịu các bạn, tức là khách hàng không chịu, mà họ muốn cái token đó là phải xuyên biên giới luôn, có nghĩa là giao dịch xuyên biên giới luôn. Thì các bạn thấy không, có đồng tiền nào xuyên biên giới được? Bây giờ chỉ có Bi ok nhất đúng không các bạn? Mặc dù là XRP được chấp nhận thanh toán hiện bây giờ, nhưng mà XRP vẫn không ok rồi. Rồi chúng ta xem video các bạn. So now what we can do is we can move tokenized deposits around cities, you know, corridors. Right now it's just US and Singapore with aspirations of adding another 3 to 5 in the next near term. Well, it's great that we have this internal token, but our clients don't want a city token or another bank token. What they want is cross-bank, cross-border liquidity. So it's key that now that we have the infrastructure of the platform built internally, we work with like regulated liability network and other parts of business about how do we solve these difficult issues as an industry. And there's still a lot of questions out there, but this FMI that RLN aspires to be is extremely positive. Đó, bạn nào mà giỏi tiếng Anh này chắc các bạn sẽ hiểu được cái nội dung ha các bạn nha. Rồi tiếp theo các bạn, một thông tin cũng cực kỳ tuyệt vời đó các bạn, liên quan đến cái trình duyệt carbon các bạn. Chúng ta xem thông tin này được đăng trên Twitter của chính cái trang trình duyệt carbon của các bạn nha. Thông tin này hấp dẫn. À, xin lỗi, chờ mình xíu mình chuyển qua nha. Đây các bạn, một thông tin đây, chúng ta xem bài dịch. Carbon Browser Integrate Bi Network. Bitcoin được liệt kê trên DApp Store của Carbon. Bi được liệt kê trên ví Carbon Browser. Quá trình tích hợp BSDK đầy đủ đang diễn ra và sẽ cho phép người dùng trai Carbon Neo IO này tích hợp, là gồm có tiền tại Bi nè, nền tảng Bi nè và Bi Wallet nè, trả cho các bạn, đưa 33 triệu người dùng Bi vào web 3.0, quá khủng khiếp các bạn. Mà các bạn biết á, thì trên cái trình duyệt carbon này nè, thì họ nói là cái gì, chúng ta xem cái trang chủ của họ nè, thì các bạn thấy nè, tham gia cùng hơn 7 triệu người dùng, trình duyệt web 3.0 nhanh nhất, phân quyền Fblock bảo mật 100%, ví đa chuỗi web 3 browser được cung cấp bởi CSIT Carbon chấm website. Khủng khiếp chưa các bạn? Như vậy tự nhiên tích hợp một cái có được 7 triệu người nữa, quá khủng khiếp. Nói như vậy là các bạn thấy là Bi nó đâu phải vừa các bạn, quá mạnh đi chứ, không vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta luôn. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một thông tin cực kỳ hấp dẫn các bạn, mà thông tin này được đăng, được viết bởi Newsway đó các bạn. Thì họ cho rằng là McDonald's sẽ chấp nhận thanh toán Bi ở El Salvador các bạn, thúc đẩy việc chấp nhận tiền điện tử. Có thể nhé, chúng ta xem một sớm nè, chúng ta xem tại sao mà nó là McDonald's sẽ chấp nhận cái Bi ở đây. Trên những con phố nhộn nhịp của San Salvador, McDonald's một lần nữa gây chú ý khi cân nhắc việc trở thành một trong những đơn vị sớm áp dụng thanh toán Bi ở El Salvador. Điều này trở nên nóng ngay sau đợt áp dụng Bitcoin gần đây của gã khổng lồ thức ăn nhanh cho các đơn đặt hàng bữa ăn trong nước. Bi biên giới mới trong tiền điện tử. El Salvador đã tạo nên làn sóng quốc tế vào năm 2011 khi trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp.
Giờ đây có vẻ như tinh thần đổi mới của quốc gia trong thế giới tiền điện tử đang mở rộng sang các loại tiền kỹ thuật số khác. Bi, một loại tiền điện tử được tương đối mới và hấp dẫn, đang thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp trong nước. Bi Network khác biệt với Bitcoin và các loại tiền điện tử truyền thống khác ở chỗ nó được thiết kế để khai thác bằng thiết bị di động, giúp người dùng hàng ngày dễ tiếp cận hơn. Cách tiếp cận khai thác độc đáo của nó dựa vào mạng lưới các cá nhân đáng tin cậy, xác thực các giao dịch, thay vì cơ chế bằng chứng công việc tốn nhiều năng lượng được Bitcoin sử dụng. McDonald's, gã khổng lồ về thức ăn nhanh toàn cầu có sự hiện diện mạnh mẽ ở El Salvador, đã nhanh chóng thích ứng với bối cảnh tài chính đang thay đổi. Đầu năm nay, công ty đã gây chú ý khi bắt đầu chấp nhận Bitcoin làm phương thức thanh toán cho các món trong thực đơn của mình trên tất cả các địa điểm ở El Salvador. Giờ đây, có vẻ như McDonald's đã sẵn sàng tiếp tục vai trò tiên phong của mình bằng cách xem xét thanh toán bi. Động thái này có thể củng cố hơn nữa danh tiếng của El Salvador như một quốc gia thân thiện với tiền điện tử và truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác làm theo. Quá khủng khiếp các bạn. Lợi ích của thanh toán bằng bi. Thanh toán bằng bi mang lại một số lợi thế, bao gồm thời gian giao dịch nhanh hơn và mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn so với Bitcoin. Hơn nữa, khả năng truy cập của bi trên thiết bị di động khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với quốc gia nơi việc sử dụng điện thoại thông minh phổ biến. Đối với khách hàng của McDonald's ở El Salvador, điều này có nghĩa là trải nghiệm thanh toán liền mạch và hiệu quả hơn, phù hợp với cam kết của thương hiệu về sự thuận tiện. Khung pháp lý và hỗ trợ của chính phủ. Chính phủ El Salvador đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng tiền điện tử và đưa ra các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tiền kỹ thuật số trong nước. Khung pháp lý này bao gồm các ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp chấp nhận tiền điện tử và các biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Quá khủng khiếp các bạn. Có nghĩa là chính phủ họ ưu đãi luôn cho các doanh nghiệp sử dụng tiền kỹ thuật số luôn các bạn. Ha. Quá là sung sướng. Người dân El Salvador chắc là rất là sung sướng ha. Những nỗ lực này đã biến El Salvador trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp muốn dấn thân vào thế giới tiền điện tử. Khuyến khích hơn nữa, McDonald's và các công ty khác áp dụng các phương thức thanh toán sáng tạo như Bi. Nhưng mà ngoài ra cũng có những thách thức các bạn và triển vọng trong tương lai này. Chúng ta xem. Mặc dù triển vọng McDonald's áp dụng thanh toán Bi rất thú vị đối với những người đam mê tiền điện tử, nhưng nó cũng đặt ra những thách thức. Việc áp dụng rộng rãi Bi và các loại tiền điện tử khác phụ thuộc vào các yếu tố như giáo dục người dùng và phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của chính phủ và tinh thần đổi mới của các doanh nghiệp như McDonald's, El Salvador có vị thế tốt để tiếp tục hành trình trở thành người đi đầu về tiền điện tử trong khu vực. McDonald's có thể sớm bổ sung thêm một số chiếc lông vũ khác vào giới hạn của mình với tư cách là công ty tiên phong trong thanh toán bằng tiền điện tử ở El Salvador. Với việc sẵn sàng nắm bắt các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin và giờ đây là Bi, gã khổng lồ thức ăn nhanh không chỉ theo kịp thời đại mà còn định hình tương lai của các phương thức thanh toán trong nước. Khi El Salvador tiếp tục khám phá tiềm năng của tiền điện tử, vẫn còn phải xem liệu các doanh nghiệp khác có theo bước của McDonald's hay không, góp phần vào việc áp dụng bi rộng rãi hơn và củng cố hơn nữa danh tiếng của quốc gia như một trung tâm thân thiện với tiền điện tử ở Trung Mỹ. Đã chưa các bạn? Hy vọng là trong tương lai thì McDonald's chấp nhận thanh toán bi các bạn. Những gã khổng lồ này mà chấp nhận cái là gã khổng lồ khác bắt chước theo. Quá khủng khiếp. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một thông tin được tóm tắt từ một bạn Binance để cho các bạn nắm thông tin nhé. Một số thông tin chính quan trọng mới được cập nhật mang lại niềm vui to lớn cho cộng đồng Binance toàn cầu từ mạng Binetwork. Ví đa chức năng Multisig Wallet và sàn giao dịch Bi Exchange sẽ sớm được ra mắt trong tháng 10 2023. Hiện tại các ứng dụng này đang được chạy thử nghiệm trên mạng chính. Đã cho các bạn. Thì cái ví đa chức năng là các bạn biết rồi. Tức là cái ví mà cần có nhiều người ký thì mới được rút tiền đó. Tức là 2-3 người chấp nhận á, 2 trên 3 người chấp nhận thì mới được rút tiền á các bạn, cái kiểu đó. Còn cái sàn giao dịch BitChain á, có nhiều bạn bảo là cái sàn này Bi không có lên sàn, đưa sàn làm gì. BitChain là một cái sàn riêng của Bi các bạn, để nó trao đổi, sau này manage mở có thể trao đổi fiat, có thể trao đổi các đồng tiền điện tử khác
như là Bitcoin, ETH ha, là Litecoin rồi Dog rồi Shiba Inu gì đó, nói chung là nó như vậy chứ không phải cái sàn này của cái người khác, của Bi thôi các bạn nha, của Bi Co Team, hãy nhớ giúp dùm điều này, chứ không phải Bi là tiền cái là không có sàn đâu, không phải. Sàn kia là sàn gọi là cái sàn mà những cái sàn khác như Binance hay là OKX, Bybit gì đó, nói chung là thay kệ đó, nhưng mà riêng này sàn của Bi. Cho nên là chúng ta phải phân biệt các bạn nha. Rồi tiếp theo, hơn 700 doanh nghiệp lớn hàng đầu thế giới với hơn 170 mặt hàng. Xin lỗi, với hơn 170.000 mặt hàng, sản phẩm hàng hóa đa dạng đang chờ mạng chính mở để bán xuyên biên giới và được thanh toán bằng Bi. Đó, theo như thông tin của bạn này á, thì bảo là 170.000 cái mặt hàng đang chờ thanh toán bằng Bi, mà các bạn nhìn đâu, có đâu chứ tôi có thấy gì hết đâu. Thì đương nhiên ai cho các bạn thấy ha, các bạn thấy là những cái mặt hàng tiêu dùng thôi, người ta đang chờ Mainnet mở các bạn, thì nó mới hấp dẫn chứ. Cho nên là cái việc mà chúng ta không thấy mà chúng ta hiểu được á, nó mới sướng. Còn thấy rồi mà thấy rồi á, thì còn cái gì nữa mà ăn, thấy rồi người khác họ ăn hết rồi, các bạn không ăn kịp đâu. Cho nên là cái vận động cái não nó quan trọng, là vận động con mắt ha, con mắt là chúng ta tìm hiểu kiến thức, tìm hiểu những thông tin mà được cung cấp cho các bạn á, thì cái đó các bạn lúc này các bạn vận động cái não ha, các bạn vận động cái não thì các bạn thấy được là cái phía chìm đó các bạn, cái phía không thấy nó đang rất là mạnh, rất là khủng khiếp. Còn cái hiện tượng bên ngoài các bạn thấy chỉ là những cái vật bình thường thôi. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì những cái gã khổng lồ không có dạy gì mà họ không chuẩn bị các bạn. Họ cũng dùng cái não họ vận động các bạn, và họ chuẩn bị trước hết rồi. Được chưa? Họ dùng cái não họ vận động. Ăn hơn nhau là chỗ cái não, chứ không phải hơn nhau chỗ con mắt đâu các bạn nha. Mắt mà không thấy thì có thể đeo kính được, nhưng cái não nó khác à. Cái não không có bổ sung được. Cho nên á, người ta vận dụng cái não, người ta chuẩn bị sẵn hết rồi. Thấy không? Đến khi mà nó manage một cái, khi mà ok một cái là xong. Các bạn thấy được rồi là người khác họ đã ăn hết rồi. Đó, cho nên là cái những anti bi là nó sử dụng con mắt, nhưng các bạn xem video các bạn phải sử dụng cái não ha, các bạn phải suy nghĩ, các bạn tưởng tượng, bạn suy luận ha, như thế nào để bi nó ok. Đó, cái đó mà điều quan trọng, chứ không phải là các bạn xem video các bạn thấy cái bảo tin vịt, tin tào lao, rồi tin cái gì đó, tin nói vừa xong cái mình chặn luôn xong. Bởi vì sao? Bởi vì những người đó tích cực, không có tích cực các bạn, mà quá tiêu cực đi. Tiêu cực đến mức độ mà tiêu cực mà có nghĩa là vừa nói cái câu ra là biết, không có suy nghĩ à. Có nghĩa là cái não của người đó chỉ dành để cho mà trang trí thôi, chứ thực chất ra không có để suy nghĩ. Đó, cho nên là thấy thì mọi mình chặn luôn. Bởi vì lý do là cũng không có tác dụng gì cho cộng đồng cả ha. Cho nên là các bạn hãy bình luận có suy nghĩ một chút, mình phải động não mình suy nghĩ thì bình luận vô để nhiều người học hỏi được từ mình. Chứ không phải là mình cứ đưa vô cái chợp cái là tin vịt tin ảo gì, tin vịt tin ảo thì đi chỗ khác chơi. Vậy thôi, rất đơn giản. Đó. Cho nên là mình nói các bạn hiểu cái cách để các bạn nắm được cái bi cơ hội á, nắm được, nhưng mà mình phải suy nghĩ về nó. Chúng ta phải đón đầu, chứ không phải là chúng ta thấy được chúng ta mới tin. Mấy ông mà thấy mới tin bây giờ toàn cú ruộng mà. Đúng không? Đâu có ông nào ngồi trên cái văn phòng nào làm việc được đâu. Đó, cho nên là phải suy nghĩ cái đó. Rồi tiếp theo, số lượng bi đã được Bi Co Team giải ngân khoảng 2,3 tỷ bi, trong đó có khoảng gần 800 triệu đang được lưu thông. Số lượng ví khoảng hơn 33 triệu đã được di chuyển vào mạng chính. Rồi cái thông tin này hôm qua mình cũng cung cấp cho các bạn, đúng không? Chính xác. Chính vì chính xác cho nên là những thông tin trên cũng chính xác đấy. Nhưng mà vấn đề là không có kịp để tìm những thông tin này cho các bạn nhiều thôi. Có thì mình sẽ cung cấp rải rác trong các video khác các bạn nha. Các quốc gia khu vực châu Á bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Nhật Bản, vân vân, đang thanh toán gần như toàn diện bằng bi cho mọi giao dịch hàng hóa trên tiêu dùng, thiết yếu, người dùng và cho tới các sản phẩm cao cấp, trong đó có cả các dịch vụ nhà ở, bất động sản, vàng bạc đá quý, đồ điện tử, cao cấp xe hơi, vân vân. Nói chung á, về video á, mà trao đổi xe hơi bằng bi á, là cũng có công ty ha. Và bạn đã biết có Hasara của Indonesia và Mitsubishi và Toyota của Indonesia cũng đã tham gia vào bi các bạn. Tuy nhiên là họ chờ sẵn thôi, chứ mà bây giờ thì chưa có trao đổi mạnh mẽ đâu. Tại đó là những sản phẩm giá trị mà họ chờ Mainnet đó các bạn. Họ đã chuẩn bị rất là kỹ rồi các bạn, chứ không phải là đợi tới cái ngày đó họ mới chuẩn bị, không có đâu. Người ta làm ăn lớn là người ta phải suy nghĩ động não trước các bạn, kế hoạch hoạch định trước rồi, thậm chí là vài năm trước chứ không phải là mới đây đâu.
Rồi tiếp theo các bạn, tháng 9 2023 đã đánh dấu những thành quả vượt bậc từ việc nâng cấp mạng chính hệ sinh thái với nhiều ứng dụng mới ra mắt. Cộng đồng Binance toàn cầu phát triển mạnh mẽ, đồng thuận giá trị RCV 314.159 đô la đối với việc giao dịch và trao đổi hàng hóa. Chúng ta hy vọng rằng tháng 10 2023 sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa để tiến tới sớm gỡ bỏ bức tường lửa và dự án Binetwork sớm ra mắt thế giới với đồng tiền điện tử chung toàn nhân loại được đưa vào sử dụng. Đó, khủng khiếp chưa? Một số thông tin như vậy để các bạn nắm được ha. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một cái trang Bay Shop các bạn. Ngay từ một năm trước chúng tôi đã dự đoán Bi sẽ ra mắt mã QR và Maps. Cho nên là BeeBay.shop có chức năng quét mã. Nó không thể được sử dụng trên Bee Browser mà không được phép. Chúng tôi cũng đã khắc phục sự cố này để có thể sử dụng nó trên các trình duyệt khác. Đó, như vậy là bây giờ BeeBay.shop đã có thể sử dụng trên Bee Browser cũng được, mà sử dụng trên các trình duyệt khác cũng được ha. Cũng quá là thú vị. Đây là một trong những cái ứng dụng của để tham gia hệ sinh thái Bee các bạn nha. Rồi tiếp theo, đây là một thông tin nữa các bạn. Đây là một công ty bia đến từ Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, là một công ty Trung Quốc hỗ trợ RCV các bạn. Đó, như vậy là công ty bia của Trung Quốc các bạn đã hỗ trợ RCV nha. Chúng ta xem các bạn ha. Như vậy á, đối với bia mà sử dụng RCV thì mua về cái nước mà tắm luôn các bạn, chứ mà uống sao hết. Các bạn nghĩ xem, một bi thôi các bạn mua biết bao nhiêu bia mà nói. Mua về là có như vừa uống vừa tắm luôn. Có nghĩa là vừa ăn mà vừa uống rồi tắm rồi chơi một bia luôn. Hai nước luôn cho nó sạch ha. Cho nên là mình thấy không? Các bạn thấy không? Quá khủng khiếp. Các bạn nghĩ bia là rẻ tiền sao? Rất là mắc tiền đúng không? Mà họ cũng đã tham gia vào RCV các bạn. Cho nên là các bạn phải hiểu bi nó ở cấp độ nào. Đẳng cấp luôn chứ không phải là bình thường nữa các bạn nha. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một cái video nữa. Cái video này các bạn lại là không sử dụng Bi để thanh toán mà sử dụng cái token của theo TLK các bạn. Và hôm qua mình cũng đã đưa cho bạn một cái video, thì hôm nay cung cấp cho bạn thêm một cái video nữa. Mà theo TLK nó cũng là một cái app đa ngôn ngữ các bạn nha. Nó hỗ trợ cho các Binance sau này. Thì họ cũng có cái token riêng của họ. Nhưng mà đặc biệt là theo TLK này vẫn tham gia vào hệ sinh thái Bi các bạn nha. Cho nên là nó phát triển tốt thì cũng là làm cho hệ sinh thái Bi phát triển tốt nha. Mặc dù nó có token riêng. Cho nên là các bạn có thể tham khảo qua một chút. Rồi tiếp theo các bạn, tiếp theo các bạn, đây là Twitter của Nancy các bạn. Đội ngũ phát triển của Bitcoin Team vẫn đang làm việc chăm chỉ và sản phẩm vẫn được cập nhật thường xuyên. Công nghệ này liên tục được cập nhật và cải tiến để ngày càng tốt hơn. Lòng tin. Hình như Nancy này là ban nhạc nào đó của Hàn Quốc đó. Mình không có thường hay xem ca nhạc nhưng mà mình biết là rất là nổi tiếng và cũng cô này cũng đang tham gia vào Bi và rất là tích cực trong việc lan tỏa Bi các bạn nha. Sẽ là một người nổi tiếng mà họ yêu mến Bi như thế này ha. Nên là các bạn phải biết nè, có 3.473 người theo dõi. Đó các bạn, ai mà yêu thích ca sĩ này thì các bạn có thể tham khảo nè. Korea nè, Hàn Quốc nè, mà sao có lượng theo dõi cũng ít chứ. Thôi kệ đi, nói chung có tham gia Bi là được, nổi tiếng mà tham gia Bi là cũng được rồi. Còn muốn hát gì đó hát tùy các bạn. Rồi tiếp theo các bạn, đây một thông tin này cực kỳ hấp dẫn các bạn. Một giao dịch khác thành công chính thức tại bang California, Mỹ các bạn.
bán một chiếc xe đạp điện với giá là 0,009 bi RCV là một điều đáng được đánh giá cao. Chúng tôi thấy có nhiều giao dịch trong giai đoạn này. Đó. Hôm trước có một bạn hỏi mình là tại sao rất là nhiều cái nước như là châu Phi nè, Ấn Độ nè, Philippines nè, Trung Quốc nè, Malaysia nè, Indonesia đồng thuận RCV nhiều lắm. Thế thì Mỹ không thấy. Đó thì hôm nay mình cung cấp cho các bạn một thông tin từ Mỹ nè. Đây là đổi một chiếc xe đạp điện thế này. Các bạn đừng có nhìn cái hình này các bạn bảo là sao nó mờ ảo giống ngày xưa, không phải các bạn nha. Đây là cái hình người ta làm mờ đi các bạn, tức là người ta làm xám xám cái này cho nó đẹp đó. Nè, thanh toán bi 0,009 đô là bi nè. Ha, tuyệt vời chưa? Còn các bạn nhìn này không phải tiếng Anh thì tùy các bạn nha, do cái người sử dụng đó. Nhiều khi họ không phải là người Mỹ mà họ là người Pháp thì sao? Đó, nhưng mà họ ở California. Thì cái thông tin này được đăng ở trên cái Twitter của cái anh này. Cái anh tên là Abuchi Mephobi các bạn. Nè. Đó thì anh đăng cái thông tin này ha. Mình thấy quá hay. Nên là mình đã copy lại để cho các bạn xem. Ở California, Mỹ đó các bạn. Ha, như vậy là một thông tin khá hay đến từ California, Mỹ ha. Rồi tiếp theo các bạn. Đây là một cái bài viết của cái trang BSC News các bạn. Thì họ nói nè, tiến trình của B-Network vào năm 2023 bao gồm Hackathon quý 1, các tính năng mới và ra mắt diễn đàn Fairside với hơn 50 triệu người tiên phong đang hoạt động. Mạng lưới đang phát triển nhưng cần thận trọng do các cuộc điều tra đang diễn ra ở Việt Nam. Các bạn, được Việt Nam được BSC News nhắc đến các bạn, nhưng mà nhắc đến là hãy thận trọng cái việc điều tra ha. Dù nhắc đến cái nước khác là RCV hàng hóa tấp nập đa dạng, nhưng mà nhắc đến Việt Nam là điều tra các bạn. Cho nên là thế giới họ cũng bị ảnh hưởng cái từ này ha, cho nên là họ kêu là thận trọng thôi. Cho nên là ở Việt Nam này cũng hơi vất vả một chút. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như các bạn thấy video này thú vị, hãy cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình. Sau đó bật cái chuông thông báo các bạn, để khi nào có những thông tin cần thiết thì các bạn sẽ cập nhật được ha. Còn bạn nào mà chưa đăng ký Bi thì các bạn hãy đi vào mô tả video lên kia các bạn. Máy thiệu của mình vẫn là Picasso. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video.